Trân trọng kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ tư, 7 tháng 8, 2024. Thưa quý vị, ba buổi hòa nhạc của nữ danh ca nổi tiếng thế Taylor Swift dự trù tổ chức tại thủ đô Viên của Áo đã được thông báo phải hủy bỏ. Theo dự trù thì cô sẽ có ba buổi trình diễn vào ngày mai là thứ năm và thứ sáu và thứ bảy tuần này trong cái chương trình Air Tour của cô ở tại châu Âu. Lý do là các nhà ở uh, điều tra ở đây vừa bắt được hai thanh niên âm mưu À, đánh bom, à, cái ba cái buổi hòa nhạc này, đó là theo như uh, lời của ông um, uh, Bộ trưởng Tư pháp của um, uh, bên uh, Thụy Sĩ cho biết, uh, bên Áo cho biết như vậy, uh, người ta bắt được hai người này, trong đó có một thanh niên 19 tuổi bị bắt ở thành phố tennis ở phía Nam thủ đô Vienna của Áo và người thứ nhì bị bắt ở tại Vienna, thì uh, các nhà điều tra cho biết là Uh, coi như một trong hai người này tức là thanh niên 19 tuổi đó uh, Có ý định là đánh bom ở Các cuộc uh, hòa nhạc của Taylor Swift Và người này cũng đã có hứa Coi như là uh, Tuyên bố là trung thành với cái nhóm ISIS tức là Nhóm nhà nước Hồi giáo đó Thì uh, các công dân uh, của Áo Được cho biết là gần đây Trong thời gian qua đã có một số người Trở nên là cực khấu Ở trên mạng xã hội và bây giờ bộ nội vụ của áo cho biết là họ à, đã tịch thu được à, một số dụng cụ và một số hóa chất của cái thanh niên 19 tuổi này mặc dù họ không cho biết tên và họ cho biết là họ đang đánh giá xem những thứ này thứ gì và không cho biết thêm chi tiết như vậy là à, cái, cái buổi trình diễn ba buổi thứ năm thứ sáu thứ bảy này của Taylor Swift ở tại áo coi như bị hủy bỏ và bên à, buổi à, cái ban tổ chức họ cũng đã gửi ra cái lời xin lỗi khán giả tại nước áo FBI cho biết là một phụ nữ ở California vừa bị truy tố ra tòa vì trong ngày 6 tháng Giêng bà này có tham dự vào cái cuộc mà biểu tình bạo động uh, tấn công vào tòa nhà quốc hội. Uh, người này uh, khi mà cảnh sát khám á, người bà đó thì trong ba lô có một số uh, vật dụng mà bà gọi là dụng cụ nhưng mà không phải vật dụng. Bà này tên là Kennedy Lindsay. Ở trong cái ba lô của bà thì người ta khám thấy có một cái kiếm ngắn Uh, một cái, uh, cái cái roi bằng bằng bằng, bằng, bằng sắt rồi một cái ba to cái gậy đó và cả cái đồ mà xịt pepper spray, xịt uh, uh, hơi cay và có cả con dao mà dao gấp rồi đèn pin mà cái loại mà uh, chiếu vô và nó có cái cây đúc vô để cho người ta bị uh, gọi là gây tê đó, đó. ở trong cái uh, túi sách của bà đó là theo cái uh, um, đơn kiện của fbi ngày hôm nay cho biết Bà Lindsay uh, hồi tháng trước bị bắt ở tại Los Angeles uh, trong khi mà bà, bà đi ra ngoài đường và bị uh, coi như truy tố là mang những vật phẩm vật những vật dụng nguy hiểm vào trong tòa nhà quốc hội thì cho đến nay đã có hơn 1.400 người bị truy tố vì đã tấn công tòa nhà quốc hội ngày 6 tháng giêng 2021 uh, những người này uh, bị nhiều tội khác nhau trong đó một số người uh, bị cái tội là mang vũ khí thì trong đó có cả bà Lindsay ở ờ, một người đàn bà khác đi chung với bà này uh, cũng bị bắt nhưng mà chưa bị truy tố thì hồ sơ FBI cho biết là bà Lindsay sau khi tham dự bà bà này ở California sau khi đến tham dự cái buổi vận động của ông Trump ngày hôm đó thì bà có viết ở trên mạng xã hội và bà livestream luôn bà bảo là chúng ta phải đến đây bởi vì ông chủ tức là bossman kêu gọi chúng ta đến đây và đó là theo hiến pháp của Hoa Kỳ thì sau khi bà dự cái buổi mà vận động ở ngay cái The Eclipse, phía sau tòa Bạch Ốc đó, của ông Trump đó, thì bà mới trở về khách sạn và lấy cái ba lô. Và trong đó thì sau đó bà đi vô, qua tòa nhà quốc hội, qua một cái lỗ kiếng mà đã bể bà leo vào trong đó. À, thì bây giờ là người ta mới uh, coi lại tất cả những cái uh, băng video mà bà mới bắt bà hồi tháng trước. Thì trong cái uh, livestream đó bà có nói là chúng ta phải làm cái điều này, bởi vì đây là những hành động yêu nước. Và điều này được quy định trong hiến pháp. À, Ngày hôm đó bà Lindsay cũng có mặc cái đội cái nón màu đỏ có chữ Make America ở Again và có mặc cả cái áo gọi là giống như là áo áo giáp vậy đó để coi như chuẩn bị chiến đấu. Thì bây giờ ngày bà hiện đang được thả ra và tại ngoại hậu cha và chờ ngày ra tòa. Đó là quý vị thấy không? Bây giờ là đã coi như là gần 3 năm trời, hơn 3 năm trời mà những người này vẫn còn bị truy tố. Ngày hôm qua tôi có đưa các bạn tin là sau khi ông Tim War, thống đốc của Minnesota được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống của bà Kamala Harris thì bên ban vận động của ông Trump cũng như là những người mà là fan cứng của ông Trump bắt đầu ta xoay ông này. Thì hôm qua có tôi có kể với câu chuyện là ông này từng bị bắt năm 1995 có tội uống rượu lái xe. À, thì có một số khán giả bảo ô chuyện này thường ông Trump bị 34 tuổi tội, tội của những tội khác đâu sao. Rồi có người bảo là ông Tổng thống bút con ngày xưa uống rượu có sao đâu, thì đúng là như vậy. Ờ, ông bút con đó, năm 2000 khi ông đã ứng cử tổng thống ông có thừa nhận là 24 năm về trước ông có uống rượu lái xe và có bị bắt hay là như thường người Simai Capo của đảng cộng hòa từ bang Idaho cũng từng bị bắt uống rượu lái xe đó ờ, năm 2018 khi mà ông Tim Walz ra ứng cử thống đốc Minnesota ông thừa nhận là tôi có uống rượu lái xe và tôi chịu trách nhiệm chuyện đó và người ta bỏ qua thì cái chuyện nó chuyện lâu rồi bây giờ nhưng mà Bây giờ nó thêm một chuyện nữa, à là bắt đầu ngày hôm qua là các fan cứng của ông Trump lên mạng xã hội Trục mũ ông uh, Kim Hoa là thân tàu, à thân tàu Thì uh, theo tờ South China Post cho biết là những họ theo dõi những cái uh, mà viết ở trên mạng xã hội đó Thì uh, bảo là ông này thân tàu uh, Bởi vì ông này đã từng dạy học ở bên Trung Quốc khi mà ông làm giáo viên Sau khi ông uh, ra khỏi lính, vì ông vừa đi học vừa đi lính đó Thì ông có dạy ở bên Trung Quốc khoảng một năm trời, khoảng năm 89 rồi bà vợ của ông với ông sau này cũng lập ra một cái chương trình trao đổi học sinh Từ bên Mỹ qua bên Trung Quốc Và ông cũng đã từng gặp Đức là Lai Lạt Ma à, Nói chung là ông bảo rằng là chúng ta phải trao đổi văn hóa này kia vân vân Để mà có thể tìm hiểu cái văn hóa của hai nước Bởi vì ông nói rằng là chúng ta không thể tránh được Trung Quốc Trung Quốc sẽ làm ăn buôn bán ở Mỹ rất nhiều à, Ông này theo như tờ Star Tribune của Minnesota cho biết là ông này còn nói được cả tiếng Hoa tức là ông Tim là nói cả tiếng Hoa nữa thì ngày hôm qua người ta thấy cái ông Richard Grenell ông này uh, từng là đại sứ của Mỹ tại Đức thời ông Trump và sau này được ông Trump bổ nhiệm là quyền giám đốc tình báo quốc gia thì ông này mới viết như vậy cộng sản Trung Quốc rất là vui khi mà ông Tim Wan được bà Kamala Harris chọn làm phó tổng thống không ai có thể nói rằng là ủng hộ Trung Quốc hơn là Marxist War tức là nói là ông Tim Wan theo chủ nghĩa Marxist đó rồi bà Gabriel uh, Norona, một người từng làm cố vấn uh, về vấn đề Iran trong uh, bộ ngoại giao dưới thời ông Trump Thì cũng chia sẻ một cái điều, cái phát biểu của ông qua vào năm 2019 rằng là uh, Chúng ta nên uh, có những cái quan hệ quân sự giữa hai quốc gia mở rộng thêm nữa Và đây là một cái uh, có đối tác lâu dài và vững chắc của Mỹ đó Thì họ đưa hai cái này ra cho thấy là ô, ông này thân tàu <laughs> Thì uh, đó là cái câu chuyện mà coi như là mà trong những cái mà chia sẻ này trên 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 mạng xã hội đó là có cả luôn con trai ông Trump rồi cả bà Caroline Levitt nữa là phát ngôn viên ban vận động ông Trump bây giờ đặc biệt ngày hôm qua tờ tạp chí New York Post một tờ báo ủng hộ ông Trump thì chạy cái hàng tựa Tim War là nick cộng sản Trung Quốc thì cái câu này của tờ New York Post nó trở thành viral à, nó bùng nổ trên trang mạng tức là trước đây gọi là Twitter mà bây giờ do ông Elon Musk làm chủ, đấy. thì à, câu chuyện này nó buồn cười là người ta chụp bố ông này là thân cậu, à, thân tàu nhưng mà chúng ta nhớ rằng là cái chuyện mà Trung Quốc với lại Mỹ đó nếu mà nó thân tàu thì đó là ông Henry Kissinger và ông Nixon hai người đó mới là mở cửa ra ừ, và theo nhiều người nói là bán đứng miền Nam Việt Nam trước đây để chơi với tàu nếu mà nói phải nói với ông đó, từ đó Mỹ với Trung Quốc mới làm ăn cho tới bây giờ đúng không không tránh được và cái chuyện mà ở Mỹ với Trung Quốc trao đổi này kia là chuyện bình thường và một số người đã bảo rằng là nếu như vậy còn tốt nữa Tốt cho cả ông Tim War Bởi vì như vậy là ông có cái kinh nghiệm về ngoại giao à, Ông biết được tương Hoa Và như vậy là điều đó rất tốt Và ngay cả trong hiện nay khi mà um, Cái quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ rất là căng thẳng Thì ngay cả ông Nicolas Burns là đại sứ Hoa Kỳ hiện nay tại Bắc Kinh Trong cái buổi nói chuyện với Brookings Institution Hồi tháng 12 năm ngoái ông bảo rằng là uh, Chúng ta cần những người trẻ, người Mỹ trẻ Cần phải có kinh nghiệm về Trung Quốc đó và ông nói rằng là đối với cái chuyện mà lãnh đạo của cái nước mỹ trong tương lai đó thì chúng ta không thể nào tránh xa trung quốc được đó bởi nếu chúng ta không có kinh nghiệm ở đó thì chúng ta không thể làm gì được và chúng ta cần nếu cần cần phải biết tiếng hoa nữa thì đại khái đó ông nói rằng cái đó là cái quyền lợi quốc gia tức là khi mà nói mà chơi với trung quốc đó giao du trung quốc là còn giao hai lưỡi khi người ta thích cái thì bảo là ô cái này là quyền lợi quốc gia đúng không là coi như biết được hiểu ở trung quốc là tốt cho quan hệ hai nước và không thích vào ô anh chân tàu nhưng mà nhiều người ta bảo là giống như ông bà thường nói là muốn vào hang bắt cọp thì phải muốn bắt cọp phải vào hang bắt được cọp đúng không thì đó là cái mà uh, tranh cãi và bên fan cứng của ông trump trong những ngày qua uh, ngày từ hôm qua bây giờ bắt đầu soi vào ông uh, tim go nhưng mà có những cái họ phịa ra <laughs> họ phịa ra ví dụ như họ uh, một câu nói của ông họ cắt ra Mỹ tiếng Mỹ nó gọi là thách đao con tách Ví dụ như tôi nói câu này là uh, Ông Ông anh A Cách đây 3 ngày Nói ông Đỗ Dũng ăn cấp 200 Thế là cắt cái câu đó Ông Đỗ Dũng ăn cắp 200 Mà không nói là ông của anh A Nói ông Đỗ Dũng ăn cắp 200 à, Chơi cái kiểu đó đó Thì ví dụ như là ở uh, Trên mạng xã hội uh, Nói là tố cáo là ông Tim War Đã từng muốn nghĩa là đầu tư vào kỹ nghệ làm thang Để bắt cái qua cái tường cho dân Mexico Leo qua cái tường đi qua biên giới Mỹ <laughs> À, sự thật như nào Thì cái này là hồi tuần trước Ông Tim qua có trả lời phỏng vấn với ký giả Anderson Cooper Của đài truyền hình CNN Thì trên đó ông có chê Cái chính sách bảo vệ biên giới của ông Mexico Ở uh, của ông Donald Trump Ông đưa ra một số thí dụ rằng là Ô bây giờ ông dựng tường như thế 25 feet nó thua người ta vẫn leo qua được Thì ông mới nói như thế này nè Bây giờ đã đúng ra đó Là mình phải dùng cái máy điện tử Hoặc là gia tăng thêm nhân viên biên giới rồi gia tăng thêm nghĩa là ở các tránh án ở tòa di trú để mà giải quyết được hồ sơ thì nó mới không ứ động và cho những người hợp pháp vào anh vào nếu anh đủ tiêu chuẩn thì cho anh ở lại không thì tôi không cho anh ở lại coi chặt cái kiểu đó xây tường là không được thì ông mới nói vậy nè Rồi ông trả lời trên đài cnn với ông anderson cooper thì ông tim qua ông nói là ông trump nói về cái chuyện xây tường Và tôi luôn luôn nói rằng để tôi hỏi có cao bao nhiêu nếu mà cao 25 feet đó, thì tôi sẽ làm cái tôi sẽ đầu tư vào làm cái lại cầu thang 30 feet đó. Thì như vậy quý vị không thể ngăn chặn được di dân pháp mà Tại ý ông nói thế này, nếu mình làm 25 feet đó, thì tôi sẽ có thể làm cái 30 feet. Là tôi đi qua được. Tức là người ta sẽ làm cái thang 30 feet người ta leo qua, bởi vì 30 nó cao 55. Đó ông nói là nếu mà ông nói là nếu mà mình làm 25 feet thì tôi sẽ đầu tư vào làm 30 feet. Các tự như các ra câu đấy là không để đầu tư làm cầu thang 30 feet. À, thì ý nói là ông này à, ủng hộ cái chuyện là làm cầu thang để cho dân bất pháp leo vượt qua cái tường 25 feet cũng trầm đó đó là một cái điều mà người ta gọi là uh, misleading hay là take out contact tức là cắt ra đó rồi một cái chuyện nữa à, là cái lá cờ ha à, thì mới đây uh, để coi mới đây, đây là vào uh, cái ngày mà uh, 11 tháng 5 2004 nó có cái đoạn video hả uh, ông uh, ông gì ông uh, Tim Walz tiểu bang thống đốc tiểu bang Minnesota cái người mà bây giờ là ứng cử viên phó cho bà uh, Kamala Harris đó thì ông ngồi chụp hình ông ngồi đằng trước hai cái lá cờ một cái lá cờ của Mỹ và một cái lá cờ cũ của Minnesota cái lá cờ đó là nó có từ năm 1858 đến năm 1983 được thay đổi xíu rồi năm nay đây đây là cái lá cờ cũ nó thấy đó nó có chữ 1858 nhưng mà nó thay đổi bốn lần và lần mới nhất là năm 2024 thì đổi thành cái lá cờ này đó nó có tám cái ngôi sao thì ông mới đổi uh, ông đổi uh, đây xin uh, ban kỹ thuật cho coi cái cái cái, cái uh, đoạn video ở trên laptop của tôi đây chúng ta sẽ thấy đây All right, ready whoa wait a minute ta cũ ông mới đổi qua cái lá cờ minista mới đó thấy không chúng ta thấy nó có ngôi sao tám cánh ngôi sao tám cánh đó, rồi đó, cho quý vị thấy cái đó. Nhưng mà đó lại có người viết ở trên Facebook như sau. Tim Hoa tuy là thống đốc tiểu bang Minnesota nhưng không thích cờ Minnesota mà thích cờ Somalia. <laughs> có lẽ vì chia sẻ chung lý tưởng cộng sản, Somalia từng có tên nước là nước Cộng hòa Dân chủ Somalia từ 1969 đến 1991 và thưa quý vị cái lá cờ Somalia nó có ngôi sao thì có năm cánh mà thôi. Thấy không? Họ tuyên truyền nó xuyên tạc như vậy. Nó buồn cười lắm. cái kia của Minnesota 8 cánh mọi người thấy là nó có hai màu trắng xanh à, à, xanh dương đậm và xanh dương lợt đó, mà mẹ viết như vậy tỉnh bờ mà đưa cái đoạn này lên tôi nghe tôi thấy buồn cười quá làm sao mà ông nếu có thể được để, để cờ Somalia được nhưng mà ta vẫn cứ nói đó là cờ Somalia đó đó là câu chuyện nó buồn cười như thế rồi trở lại với cựu tổng thống Donald Trump trong những ngày qua <laughs> bắt đầu ông ông bị tàu hỏa nhập ma sau ông nổ tùm lum la chúng ta biết là cách đây hai ngày từ hôm thứ hai thị trường chứng khoán xuống thê thảm luôn đúng không? Xuống kinh hoàng. Dow Jones xuống 1000 điểm rồi các cái S&P 500 rồi Nasdaq đều xuống. Thì ngày hôm qua ngày hôm nay nó lên lại nhưng mà khi nó xuống như vậy một cái đó thì ông Trump đổ thừa liền. Ông bảo ông gọi là Kamala crash. Tức là ông nói rằng là vì bà Kamala Harris đã ứng cử tổng thống cho nên thị trường nó xuống, à, thị trường nó nó xuống. Quý nhớ năm 2020 khi mà ông tranh cử với ông Biden ông nói ông Biden đắc cử đó thì thị trường chứng khoán của Mỹ sẽ sụp đổ nhưng mà không ngờ cách đây độ hơn tháng nó lên tới hơn 40.000 điểm kỷ lục luôn. Đó. thì bây giờ nó xuống. Nó xuống thì ông đổ thừa cho ông, ông 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 Biden và ông và bà Kamala Harris đó. Còn hôm trước nó lên thì ông bảo là ô tại vì nó biết là tôi sắp thắng cử vào ngày 5 tháng 1 thì nó lên. Đó. Thì cái câu chuyện này nó gây tranh cãi. Thì ngày hôm qua uh, một phóng viên của đài Fox News đài đài fan cứng của ông Trump nha, là ông Neil Cavuto, ông bực quá ông lên trên đài ông nói là cái điều ông Trump nói làm tôi ngạc nhiên vô cùng Khi mà thị trường lên đó, Thì ông nói là tại vì ông à. Mà khi nó xuống đó, Thì ông lại bảo là bên phía dân chủ Ghê quá nghe Tôi không hiểu nổi Đồng ý có, có những lúc lên lúc xuống Nhưng mà quý vị nhớ là có 3 lần lên Trong 10 lần là xảy ra dưới trong thời gian ông Trump làm tổng thống Điều đó có đó, trong 10 lần lên nó có 3 lần dưới thời ông Nhưng bây giờ đó nó có nhiều vấn đề Chẳng hạn sau Covid-19 Đủ thứ và nó xuống cho nó bình thường ông nói là làm tôi không hiểu nổi là ông nói cái gì tức là gì ờ, thế mà lên đó là là tại tôi mà xuống đó là tại người ta à, thì xin mời các cho nghe cái đoạn âm thanh sau đây ông nêu cầu tổ ông nói trên đài fox ngày hôm qua như sau do not politicize these things but the, the donald trump thing in the market amazes me when they're up it's all because of him and looking forward to him when they're down it's all because the democrats and how horrific they are um, yet some of our biggest point fall-offs three of the biggest of the top 10 occurred during his administration now a lot of those were in the covid years i get that but I, I, you know you either own the markets or you don't it, it does confuse me but thank you Phil. Đừng nghĩ là you either own the market or not Tức là nếu mà anh chịu trách nhiệm thì anh phải chịu trách nhiệm toàn bộ Chứ anh không thể nói kiểu như vậy Thế mà lên thì là là, là nhờ tôi mà xuống thì tại quý vị à. Và cuối cùng thưa quý vị Cái chuyện bà Kamala Harris chọn cái ông uh, Tim War nó gây chấn động Đặc biệt đối với cục tổng thống Donald Trump Ngày hôm qua ông chịu không nổi Và ông viết trên chút sâu sổ như sau Quý vị nghe quý vị hết hồn luôn Mà cho cái laptop của tôi xài có cơ hội nào mà Joe Biden láo lếu tổng thống tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ người mà cái chức tổng thống đã bị ăn cắp một cách vi hiến mà cái kẻ ăn cắp đó là Kamala quý để ý nha chữ Kamala lát tôi sẽ nói tại sao gọi là Kamala mà không gọi là Kamala Barack Hussein Obama Crazy Nancy Pelosi Shifty Adam Schiff Crying Chuck Summer và những cái bọn mà điên loạn tính tả đó, đã làm hỏng cái hội nghị đại hội đảng dân chủ và tìm cách lấy lại cái sự đề cử bắt đầu à nghĩa là thách thức tôi một cái cuộc tranh luận khác là ý ông nói là có cái, cái cách nào mà để cho ông Biden lấy lại cái sự đề cử hay không bởi vì ông đã bị ăn cắp đó, đưa cái bà Kamala Harris đó mọi người ăn cắp này có biết Barack Hussein Obama là ý nói cựu tổng thống Barack Obama Nancy uh, Crazy Nancy tức là bà Pelosi điên loạn Shifty Adam Schiff, Shifty là chữ bậy bạ lắm, đó là ý nói ông Dân biểu Adam Schiff của tiểu bang California giờ đang ứng cử thượng nghị sĩ. Craig Ingersoll, Ingersoll là thượng nghị sĩ trưởng khối đa số của đảng dân chủ tại uh, thượng viện, đó thì ông viết ra như thế và ông nói là ông uh, ông ông Biden phải cảm thấy rằng ông đã coi như là mắc một lỗi lầm lịch sử bằng cách là đưa cái chức tổng thống cho người khác. Đây đúng là một cái sự gọi là um, uh, đào tránh à, Và đối với người dân trên thế giới Mà ông ghét nhất Ông có lẽ muốn Cái đó lấy lại ngay bây giờ And he wants it back now Vì thấy chưa à, biết. Như vậy là gì Có nghĩa là ông Trump bây giờ ông Nói theo tiếng ngôn ngữ bình dân Tè bạc <laughs> Harris rồi bây giờ ông muốn đấu với ông Biden Ông bảo Biden bây giờ lấy lại cái sự đề cử đi Tự nhiên sao ông để mất sự đề cử đó thì sau khi nghe chuyện này chúng ta Adam Schiff, ông nói này ông bảo ô tôi hiểu tôi hiểu ông Trump tôi hiểu ông Trump à, Tôi biết là tại sao mà ông sợ hãi như thế It's ok to be scared Đó là lời ông Adam Schiff nói như thế Còn ông thống đốc Gavin Newsom mà, Oh he's scared Oh bây giờ là ông sợ rồi Ông sợ bà Kamala Harris là vì ông đòi đấu với ông Biden Thì theo cái, cái chuyện <laughs> Cái chuyện đó mình không thể ngờ được à, Là tại sao ông lại là viết một cách điên loạn như thế Về cái chữ Kamala Thì ông Trump là nổi tiếng đặt tên người này người kia Nhưng Người ta không hiểu là ông tại sao ông đặt cái tên này như thế Camala, cũng đặt là Kamala Người ta chưa biết Thì khi tờ Huffington Post ấy, <laughs> Hỏi với người phát ngôn viên của ông đó Là ông Stephen Chang ấy, Thì ông này khi mà trả lời cho tờ Huffington Post Cũng viết lại bằng cái chữ Kamala Viết ba lần Người ta không hiểu Nhưng mà các nhà xã hội học nó Nói là cái kiểu cách viết như vậy đó Là có thể là ông Trump hàm ý cho mọi người biết là Bà Kamala Harris là người ngoại quốc Foreigner người nước ngoài Mà có tên là Kamala Chứ không phải là Kamala ông thêm chữ B vô thì ông nổi tiếng hay đặt tên này chẳng hạn như là Sleepy Joe là Crook Joe là Crying, uh, Chuck Summer City, Adam Ship, Crazy Nancy Pelosi đại khái vậy, hay là Barack Hussein Obama, chứ Hussein quý vị thấy hồi nãy nó viết hoa, ý nói ông Obama là người uh, hồi giáo và trước đây khi trước khi mà ứng cử tổng thống năm 2016 ông có từng nói liên tục mấy tháng trời ông bảo là Obama không đẻ ở nước Mỹ mà đẻ ở bên châu Phi sau đó thì ông phải đính chính đó thì đại khái là nhiều người cho là ông 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 ông, ông Đô có vẻ bây giờ là ông hơi hơi bắt đầu là quận này quận và kia tè và kia rồi. và trong tuần này quý vị biết đặc biệt đó là ông không đi vận động tranh cử đâu ngày hôm nay thì ông để cho ông Jenny Van đi vận động ở từ bên Wisconsin Michigan thứ sáu này thì ông sẽ có một cuộc vận động tại Montana mà tiểu bang Montana thì thực ra ông không cần vận động ông thắt chắc rồi Có như tuần này là ông ôm chắc ông ngủ thì bước phải sợ bà Kamala Harris không nhưng mà rõ ràng là ông nhớ ông Biden ông muốn ông Biden trở lại lấy lại cái sự đề cử để đấu với ông à, ngon hơn để đấu bà camaraderie hơi căng thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình tôi xin hẹn gặp vào những gì sau